Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Thêm một mẫu xe hoàn toàn mới, Toyota Harrier 2020, đẹp long lanh, sắp về Việt Nam đối với Honda CRV và Mazda CX-5. Honda Harrier 2020 dự kiến sẽ có mặt tại Nhật Bản cũng như một số thị trường Đông Nam Á trong thời gian tới. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ đe dọa vị thế của cặp đôi Honda CRV và Mazda CX-5 tại thị trường Việt Nam. Được biết Honda Harrier chính là tiền thân của Lexus RX mà chúng ta đang biết đến hiện nay, xe mở bán lần đầu vào tháng 12 năm 1997 tại Nhật, còn ở các thị trường quốc tế, xe lấy tên là Lexus RX từ tháng 3 năm 1998 tới tháng 7 năm 2013. Lexus chưa có mặt tại Nhật lúc đó. Tuy nhiên, trong khi bản RX được nâng cấp lên đời 3 vào năm 2008, hai xe đồng loạt ra mắt đời thứ hai vào năm 2003. Harrier phải chờ tới năm 2013 khi xe biến thành một phiên bản độc lập, không còn sử dụng chung khung gầm với Lexus RX. Dù vậy, thiết kế hai dòng tên này vẫn mang nhiều nét tương đồng và thế hệ thứ tư của Harrier cũng ngứa hẹn điều tương tự. Harrier ra đời dùng chung khung gầm với Toyota RAV4 nhưng thiết kế thì giống với xe thể thao của Ford, cụ thể là SUV điện Ford Mustang Mach-E nhờ capo dài cùng trần xe cong giống bản Cooper và giao diện cửa sổ sau. Tuy nhiên, kích thước xe lớn hơn hẳn so với dòng SUV thể thao của Mỹ. Theo Indian Autos Blog, Harrier dùng động cơ 2.0 xăng mặc định cùng phiên bản cao cấp 2.5 Hybrid đi kèm động cơ hai cầu. Dựa trên hình ảnh do dỉ, Harrier đã rất sắt ngay ra mắt và có thể sẽ trình diện khách hàng Nhật Bản, Singapore cùng Malaysia ngay trong tháng này. Tại Malaysia, xe có giá bán vào khoảng 238.000 ringgit, tương đương 1 tỷ 353 tỷ đồng. Hiện vẫn chưa rõ khi nào Toyota Harrier 2020 sẽ có mặt tại Việt Nam. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CRV, Mitsubishi Outlander. Các bạn đang xem video trên kênh thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và thành công